thương tiếc. Chương trình thời sự cầm tay của đài phát thanh truyền hình Hà Giang và này, mì lại cầm tin lắng. Đại hội đại biểu đảng bộ xã sản xã hồ huyện Hoàng Sư Phi, cơ xã Minh Tân huyện Phi Xuyến. Lại viện hệ toàn chôm thiết thi hí bí và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bốn phần lồm vào giúp huyện Mèo Vạc, phóng sự Hoàng Sư Phi đời lại phong trào thi đua toàn trung đại hội đảng. Khán này mời pin hoàng toàn trung nội dung của chương trình. Qua ma đảng bộ xã sản xã hồ huyền Hoàng Sư Phi đã khai đại hội bài thống thiếp, nhiệm kỳ thống xuyên linh thiếp hạ thống xuyên linh thống thiếp có ban tuyên giáo tỉnh ủy xem chỉnh lý đà thần cấp xu đã thường sự các lần tra du đại hội đã nhiệm kỳ quá Nam bộ xã sáng hồ đã ở cầu hạnh đây hà các dung thường là những anh đánh bị thành cũng là, ông kinh tế bê khẩn bức thùng chuyển tối cơ cấu kinh tế theo ba đại mạc đại tăng cá là chỉ tiêu nghị quyết tận óc mi tiếp cầu chi tiêu hết đèn đỏ cấp đẩy lại hơn kế hoạch và bê khẩn bức kinh tế đẩy hơn tiếp ất phấn tăng này đông bề lúc om mệt chấm mà hơn xiên đăng Hà Bắc Tấn, ngân thù chấm mà tiêu Hóa Cần, áng đầy cao chiều mùi cà đà bì. Không kinh chấm tiêu Hóa Cần, đầy hơn Hà Bồ Bết mùi cà đà bì, số lên khó nội lông mùi pì lẻ hơn 8 phấn Đại nhiệm kỳ kết nạp đại thí tiếp thọ Đảng viên mới, ao tăng này số đảng viên đã tăng bằng bộ Lyken sáng thống phá Cần. Đại hội Đảng bộ xã Sản xã Hồ bày thống nhất mít tiền lòng, vận ao thông năng được lĩnh đạo lãnh chiến đấu của tổ chức Đảng, đoàn kết dân chủ, sáng tạo phát huy những ảnh hưởng bi thần với ông xà văn càng bài khẩn lê hết long giờ thần pì thong xin thong tiếp ba bài khẩn bậc kinh tế quốc xã lẻ hơn tiếp hạ phấn tăng này long bảy phút om mặt chống ma hơn xin đăng hạ phát số tiếp tấn ngân thù chống mặt tiểu hồ cần áng án đại hơn tiếp thí chiều buổi cờ đờ pì khâu kinh bánh theo hồ cần đại hơn sốc bô buổi cờ đờ pì số đơn khó nói lông nhưng hơn sốc phấn buổi pì số đích nói từ sốc tầng tiếp thí pì thần đớp thon thư lệ hơn cọc ti pét phấn. Đại hội đại biểu ban chấp hành khóa thòng tiếp, mì tiếp hạ cần, ban thường vụ mì hạ cần, bầu pét đại biểu về dự đại hội cấp nửa. Ngày tốt lăng khai thưởn đại hội đảng bộ xã sáng tả hồ. Quyền ủy Hoàng số pi đã khai óc hội nghị rút kinh nghiệm vài lần báo một việc khai đại hội đảng bộ cơ sở, hơn lai đảng bộ xã thị trấn năng lẳng cũng huyền đợi thời sản vỡ đà. Lần giúp hội nghị rút kinh nghiệm, đồng chí sen trình lý, cố ban tuyên giáo tỉnh ủy đã on bưu chuẩn bị khai đại hội đảng cúp đảng bộ xã 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 hồ quán này cùng báo đảng bộ lai xã thị trấn nhàn đảng cũng huyện hoàng sộpì phải quay lại mở vét chuẩn bị cùng một kịch bản khai ốc đại hội đảng bộ đối cơ sở đại hội đảng bộ xã 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 hồ phải học học khảo hạch thực tế chút đảng bộ là qua ma đảng bộ xã minh tấn huyện phi xuyến đã khai đại hội đại biểu bài thống thiếp thám nhiệm kỳ tháo xiên linh thiếp hạ tháo xiên linh tháo thiếp dự đại hội mi chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà giang ba đức vĩnh các lãnh đạo huyện vi xuyến đã hạ bí quá đảng bộ các bi nòng là dân tộc xã minh tấn đã hết đẩy là việc bên lân đã lại lĩnh vực ngân thú có mỗi cần đẩy cầu chiều mùa pí khẩu kín bến thiểu hùa cần đẩy hạ bác chết hết bét cần mùa pí tặng lại đoàn tôi tùa mì nửa thông thiết bét diễn tùa chất lượng dạy thư thon thư thông khấn, hệ đề miêu chương trình y tế quốc gia âu thùng chất lượng khám gia bệnh hở cần dẫn số lượng khỏi nổi lồng nhằng tham thiếp sóc phấn mưa quốc phòng an ninh để dư mắt đại hội đã bàn toàn các thầu nhất lần qua nghị quyết mưa lại việc tận óc mở thằng lại khảo bác thủ ma để tham xiến pet bác thòn thiếp tấn khảo kín bên thiểu hùa cần để sốc bác thán thiếp mỗi cần mồi cần đào mồi pí ngân thú Quốc mồi cần để thiếp thám chiều mỗi cần đầm hồ bí đàn tay tùa min nửa thán thiếp hạ xiên tùa chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà giang ban đức vĩnh ai đảng bộ các vị nào là dân tộc xà minh tấn vẫn thảo thùng lại việc đấy hiện đấy hiện đây miếng lại việc đảng bộ xã đã tận hốc đã nhiệm kỳ thọ xiên linh thiếp hạ thông xiên linh thọ thiếp cùng bài này kẻ ban đức vĩnh đã tăng đảng bộ xà minh tấn bước tránh mỹ pét cam bông hồ cháo lúc khử tham pi nồng là dân tộc tỉnh hà giang đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã minh tấn khóa thống thiết thám các bầu đại biểu về dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện vi xuyên phai thống thiết thám Hình hồng thương điếc, toàn trông thi thi phí văn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thám thiếp bướn thi phí xuyên nứng cào phát chi thiếp hả. Thám thiếp bướn thi phí đòn xuyên linh thiếp hạ. Huyền Bắc Mê đã khai phê chập ná thi thiếp cửu truyền binh tiêu biểu du đào huyền. Dù nở chập ná, lời cử truyền binh đã bao can lươn mưa phai phai thước thức. Các loài ăn cuốn các dân la thu đáy đã bay giải phóng miền Nam, thống nhất nước lươn việc khai pai chậm ná là cựu truyền binh tiêu biểu, toàn trộm văn thản thiết bướn thi không pí. Vậy on lại đồng góp cô lại anh hùng liệt sĩ, là cựu chiến binh đã pai pai tức tháp mì kiểu nước. Khẻ nạn ai là cựu truyền binh huyện Bắc Mế, góp công lành cô la khảo xây dựng đảng chính quyền mát lành. Hứa cần hệt kín pai khứn tả giáp tả khỏ, toàn hệt lại pai ơi lòng, lại phong trào thi đua, ao kinh tế xã hội giúp bàn lang pai khứng góp phần xây dựng bản làng Bắc Mỹ phan khang giàu mì. Cùng bài này, thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Bắc Mế, đã áo thiết thiết phần quà Hà lại cựu chiến binh tiêu biểu, đã mi công lên cái lương hợp giải phóng dân tộc thống nhất nước luôn. Văn thảo bét bướn thi giúp sân vận đồng tốt trắng huyện Bắc Quảng, đã khai ước khám giao lưu văn nghệ, vài tuần trong thi thi pí và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tham thi bươn thi, ca văn quốc tế lao động sau ếch bướn há. Chú khám giao lưu là diễn viên cũng là cơ quan đơn vị đa trình mưa tiếp hạ tiếp mục đặc sắc đầm bản sắc của đại dân tộc. Để tình lòng, on mưa đảng, mưa bác, mưa bản làng nước lạ, vậy lại lại ấn tượng đầy mạc đại trả cần trọng. Nay cũng đề bày, phải thắt các tình đoàn kết của cán bộ, công nhân viên Cần hạt việc là đơn vị, cấp khơi khẩn, phát huy truyền thống điếp nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến quyết thắng của đại thắng mùa xuân bị xây nâng cộng bác cho tiếp hạ, khâu hạch công cuộc tối mớ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước đường, xây dựng cấp sự đêm nhạc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và này. Quá này on với những thành quả, đang hạt việc, các hạ hành chắc chắc ơn cài luồng đấy là thế hệ cần Việt Nam đạt lồm lồng, lồng vì độc lập, hòa bình, thống nhất nước đường. Phi nòng thương điếc, cái này thi thiết bí, thơ làng văn giải phóng miền Nam thống nhất nước lươn. Lại cử chiến binh huyền Bắc Quảng tỉnh Hà Giang, tao bỏ càng lần mưa lái bì bươn phải tước thác mỉ cứu nước. Khả này tao mà kín giúp còn vặn, thơ làng phải thức thác. Lại cần này tao bỏ cắn, xây rừng tươi thống má Bọn khỏi bị bay thằng chập cựu chiến bình Nguyễn Văn chào hội viên chi hội cựu chiến Bình tổ tiêm thí thị trấn Việt Quang. Tham gia tòng quân tức thất bị chú chính trường Việt Nam bị xe nâng cọc bác chất thiếp, lúc hẳn ngắm thỏng thiết bị, lang văn giải phóng đất nước, hạt xong ghép vụ thiên liêng sư tổ quốc, ké xuất ngủ tam bà bàn, cấp tham gia việc xã hội hạ thần khả này. Chiến tranh đã thường cách này đã hằng song những kỷ niệm hào hùng, cũng những vi bươn, tức thức ác liệt, đờ ké phần trăng chữ bài với tinh thần thanh niên trẻ đấy là được sự đấy tinh thần của thăm ón đúc hẳn đại lãnh đạo của đơn vị lần báo lê bon còi tham gia tức thức đầy mạc lầm lúc hẳn mỹ hai mỹ nghỉ đăng thần quyền đời của cá nhân là mỹ chắc đây là thông hai lúc giờ bom mìn bói lồng lê tề ni tốc lăng hẳn tàu ba sư trần địa là mình tránh được lúc nó thả rồi Thế còn sau đấy lại tiếp tục này hoạt động để giữ vững được cái địa bàn Thế thiết bị đã quá nhưng cần lính đã từng tham gia tức thức mì cứu nước văn giờ khăn này đã ké xong tinh thần tiếp nước văn nhân phải đang chào bồi cần con pì là kiểu chiến bình tam bi bay chấp cần nhưng kỷ điểm văn giải phóng biển nam thống nhất văn tham thiết bẩn thí bị nâng cọc phát chứ tiếp hạ vay bao cần lần mưa những kỷ điểm về vàng anh hùng. Hành trình trong mỹ cứu nước của chúng tôi, tôi quê khỏi giúp Hưng Yên, khoai tông quân Pi Sen bác cho tiếp cầu, tham gia tức thất chú chiến trường, từ bền chất Pi Sen bác Cò tiếp chất Để tham gia chiến dịch tốc cón, là chiến dịch tăng cầu Nam Lào Pi Sen Nâng Cò tiếp chất thiếp ất, hợp tông tổng tiến công Pi Sen Nâng Cò tiếp hạ. Nâng bác chất thiếp hạ, bền pét Pi Sen Nâng chất hạ, đau bay, mò phá mìn, phá bom khoai đã bị thương, cột hạ nần, khai này lệch thương binh hạng ất nửa thí. Đào bay chiến tranh chống bị, xây dựng nước lườn, thì khỏi vẫn phát huy truyền thống cần bộ đội phố hồ, cố gắng hẹt kim bay khẩn, hẹt rau hở đơn đà, cùng bỏ đất nước là. Cũng như đàn ngập dầu cho đất nước. Vay bái những công lao đồng góp cai luôn, cùng một tri ân lại thế hệ về con đã đồng lồng lòng vài dự độc lập từ do của tổ quốc, công ty hội cựu chiến binh huyện Bắc Quang, đã khai bài chấp đà lại cựu chiến bình tham gia tư thức mì cứu nước nay cũng đề bày trong kỷ niệm văn giải phóng biển nam thống nhất nước lườn chúng tôi cũng tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương đặc biệt là những cái xã cơ sở đông hội viên thì... bon khỏi tham mưu hợp cấp ủy chính quyền huyện nhất là những xã mi lai cựu chiến bình thì khai nay chấp đà tặng quà hàng những cựu chiến bình có này tham gia tư thức mì đời dịp kỷ niệm văn thảm thiết biển thí lăng thì tiếp vì nước đơn là đầy giải phóng nay cùng đề bày đồng viên một tinh thần đấy lại kiều chiến bình quá này kiều chiến bình lúc giờ cùng cố gắng để những cần bè con đang lại hoạt động trước cơ sở giữ an ninh trật tự thon cháu một truyền thống cùng bò lân cháu một cách hệt kín vài góp phần hết thưởng tăng cá lai việc của cấp ủy chính quyền đại rào. thống tham gia cùng ủy để thực hiện vụ của đới phẩm chất cân bộ đội phú hồ đàn này tôi luyện đã quân ngủ lúc tao mà lườn nhưng cựu chiến binh lúc giờ cũng là những cần gương bấu vây cón cấp lại gương lung, mới chịu khó hay kiền tham gia đai mạc lại việc xã hội vay lục đàn đà học hẹt theo góp phần cài luồng vay xây dựng bàn làng văn căng vay khẩn rau mì phản bình lại và này rút lại khả tàng đã thành phố Hà Giang đang để chàng hoàng đầy đứa Vậy tuần trông thi thiết thi văn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thám thi bướn thi. Các văn quốc tế lao động 6S bướn hãng. rút lịch Khả Tăng Bài Bà giúp thành phố Hà Giang, Mỏng Nguyễn Trái, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Thôn Bóc, Bắc Tù, thành phố Hà Giang, chú thông hô cao in biên ất, cấp in biên thòng, việc trang trí khánh tiết trong kỷ niệm thi thiết thi văn giải phóng miền Nam thống nhất nước lươn, các quốc tế lao động xã Bướn Hà, teo cơ, băng rôn, khẩu hiệu việc khen này thực sự đã trống mặt không khí luôn là trong kỷ niệm trọng đại cũng đất nước khen đến lại băng rôn khẩu hiệu đến nội dung lần mưa đại hội đảng đại cấp rút lại kha tăng bài bà thành phố hà giang nhanh theo lại băng rôn đến nội dung nhiệt liệt trong thi tiếp bì văn giải phóng miền nam thống nhất đất liền các văn quốc tế lao động sớm bên hà lại cơ quan đơn vị cùng bò biên đồng theo lại kha tăng bài bà rút thành phố hà giang cùng theo cư tổ quốc băng dồn vai trong sự kiện trong đài này cũng nước lườn nhưng bằng dồn khởi hiệu này, media tụ đầy mèo thêm, mưa ha nào cũng thành phố, mà nhân hưu bồi cần giúp thành phố Hà Giang chắc lo hơn mưa tình thần bất diệt. đây những văn trong đài này của sơn tông là bài này cần phải la lìn thương đời tỉnh Hà Giang lá khấn, chỉ lo hẳn lá ti la lìn giúp đài thành phố Hà Giang, đã hết lại việc phải toàn cần pe la lìn, lời nương đài la ti la lìn đầy mèo giúp thành phố Hà Giang khu nghỉ dưỡng thạch lâm viên giúp phòng quảng trung thành phố hà sáng đại bếp bến thiết khu Hàn lê khu la linh rút thuần mày kín mát khu lườn nghỉ rút vàng phía khu liền lai long toi túa khắp khu la linh Vài chuẩn bị đầy mèo việc tổn tiếp cân về la linh đào bài nghỉ lễ tham thiết bướn thi cáp sổ s bướn há thầy lâm viên đà viên lại cơ sở vật chất khai óc lại cho la linh mộ hồi mà tọt cắn khóc cắn bề tam cắn hệt văn nghệ dân gian. khả này rút thành phố hà giang mi sốt thiếp lươn non thoáng thiếp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đời tham tin la linh sinh thái mi khu la linh sinh thái bông lái khu la linh sinh thái thịnh lâm Viến các khu la linh sinh thái trường xuân, lại khu nghỉ dưỡng giữ thành phố hà giang đều coi thường thử mát lại đồ cua hình môi trường khiêu thao dở oma hà cân pella linh cấp nào nước lại vẫn nghĩ đầy mèo số hà rằng trải khám văn thao pet bướn thi du huyền mia vạc đã xây ốc bồn phân lươm bao lê vài lại lươn dần rút lại xả đào huyền phồn cài cấp lươm bao xảy ốc áng khoảng thịt bút xong đông cài đã hận bần bài lại lươn rú cấp lầu liền tồi tùa của hưởng tiếp thông lươn rút lại xả mò sùng trà bảo vì cấp khẩu vải đang lúc pa phun cài hành thì pin cân dân điều men tề nị khối lườn mai lẻ mỹ bị hài mờ cần cắp tội tùa Ngày tốt lắng việc này xảy óc lãnh đạo huyền các ban chỉ huy phong chay lông Tàu xã cứu nạn cũng huyền bèo vạc đã lên báo cấp bị chính quyền tham xạ bị ảnh hưởng bé khẩu quay tăng đại thiệt hại quán này ơi lòng cán bộ lực lượng vũ trang vào đấy pin cân dân men hứa những lườn bị hại pin này liền rú đảm bảo hợp pin men ổn định mở tỷ tỷ rú con diễn biến bất thường cũng buồn phả, lai huyện đang tình phải bị phương án thả thần ứng phó để đông vào nằm tòn sải óc. Vài nồi bay bức tám nhất nhưng toàn bị hại, mưa tô cần cùng mỏ cua cái do rồng bào nằm đồng loạt. Khảo thi biểu văn thao chết bướn thi, du lươn phá châu Thị sinh thôn phâu xã Ngọc Minh huyền phi xến đã xảy ước máy lươn mày lê mi mi cần hay an cốc pa thằng mày luôn pa thó con để cấp ủy chính quyền xa xa óc lê dầu chập điền an lươn cá thi hỏng bằng mày mừng tòng liền chỉ lòng hàn lúc mày lươn xảy óc dù lê tăng lại cần đào thôn đã hứa lươn pa đã phải xong tăng lại an lươn đều mi đô quá ngày mày vào đời đét lành chỉ lòng hàn thốt lắng tiếng nứng ăn lươn khắp lại đầu của tăng cô luân bà châu thi sinh đã bị mai thướn. Tô lăng nhận đầy tín, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Vi Xuyên, các phòng lao động thương binh xã hội huyện, đã thường thăm tham các bảo sông ngân hữu họ lươn bà sinh, lấy hạ chiều mướn. Qua này, ai lần thường tăng lại cần tăng lại lươn, phải biển mai lại đầu cốt điền đào lươn, chạy xoay óc mai lươn mò lòng này. lái xe tốc lăng kinh lòng kinh bìa là nguyên nhân ba thần tai nạn giao thông. Viết kiểm soát xử lý vi phạm, quy định, mưa nồng đồ lầu đời cân lái xe, đang đại hẹt, đời cá nước, tính bằng tù cần là quan trọng nhất. Đại kinh lòng kinh bìa, lệ phí bì nòng lái xe. vài hiện lại việc toàn trường đại hội đảng lai cấp nhiệm kỳ thông xuyên linh thiếp hạ thọng xuyên linh thọng thiếp Từ hồ pì thọng xuyên linh thiếp hạ huyện hoàng su phi đã khai ốc lại phòng trao thi đua đại hệ kinh tế xã hội các hiện lại cổng trình rút lại xã thị trấn Toàn hệ phòng trao thi đua từ huyện thường lai xã đã khẩn kế hoạch lò làng ao ma an leng pan óc đã tăng dấn. và chuẩn bị hạ đại hội đảng lai cấp về thân khai óc đại hội đảng bộ huyện về thống thiếp nhiệm kỳ thống sinh linh tiếp hạ thống sinh linh thống thiếp ngay từ hôm pi thống sinh tiếp hạ huyện hoàng su Phi đã khai óc lại phong trào thi đua và hết thườn tăng cá lai chỉ tiêu việc hạch cúp pi thống sinh tiếp hạ theo hẳn lai ngành lai cấp lai tổ chức chính trị xã hội đã đăng ký thi đua để quyết tâm lại hết thườn tăng cá lai việc cút là phát huy những toàn đã chống đẩy quá khó khăn lai phong trào đợi pi thống sinh tiếp tí. Tăng huyền vân dư cấp khai quảng lại phong trào một tả giác tà kho vừng hết kiên giỏi hết việc sáng tạo dân vân khèo tăng dân đoàn kết xây dựng tơi thống văn hóa đang lần nhất hắn lên phong trào thi đua hết bản làng báo cấp hết bếp việc bá hổ báo lúc hình thăm đảng bộ cấp biên đồng lai dân tộc tỉnh hà giang giúp mùi xả đều đăng ký hết những công trình ốc khâu dùng có lúc khai đại hội xa ta sù chóng lên nơi đến dừng xả ốc cổng hạt hà lên phong trào thi đua tiếp nước nơi đã những điểm công trình để xa tròn, hạt chống thành tích trong đại hội đảng lai cấp, hạt này công trình mưa tăng cải bề bà, câu cha hồ, bày thôn cha hồ. kha tăng khẩu thôn cha hồ, ly sở cây số đằng đại hạt bần tăng bê tông. Đới ba toàn hẹt đới trách nhiệm bút lạ, miếng mông thả khó dương toàn đầy hư của nhà nước. kha tăng đã đẹp pin đồng đồng góp văn công, hết dòng, ao khổ dùng. Quá này chống ba ăn ngài đồng việc bè bà, khai ốc cơ hội máu, phải tả giác tả khỏ hàng thòng tiếp cầu lượn chú thồn trà hồ phi này lê thôn mi lại đình trúc mày trẻ cũng huyền tôi à, cũng được tham gia là làm cái khoai tham gia hạt tăng cải bê tông này theo chương trình hạt bà nàng báo nhà nước hư xi si bằng nhưng cần lần đóng góp văn công vài hạt tôi rất là mừng để có con đường đi chứ khó đi lắm thế này cũng có như thế này đâu sẽ... có này pay ma giặc lầm mới đầy bò lòng này giá có này mới đi xe về bay khẩn thân đại đầy ông không hết bà làng báo thì hết đầy kha tăng này vì nòng về ba ngày hơn khen đấy hẳn từ hồ pi thân khăn này xa cũng đã ơi lòng vì nòng cân dân, hay đồng giờ và hết thường tăng cá là chỉ tiêu mở hạch kinh tế xã hội quốc xã đạt tạt hóc mà vừa rồi chúng tôi đã phát động đã toàn bộ cán bộ quân nhân chức nhà trường quân nhà giáo viên và các xã ngắm qua ba bọn khỏi đạp phát động thân tăng cá cán bộ, công chức, viên chức, mưa biên thăng cải bè đoà, ly sở thống cây số. Lên báo ở có hết lai like cung trình trong đại hội đảng. Hơi thân này đã bị thám cán bộ, hẹt cốc quốc xã, đã hẹt thưởng việc này. Tiếp hạ bươn hạ, lên đại hội đảng bùi xã, tư này thân hẳn, bôn khoai xe vận, bè khẩu biên, lại khả tăng bài bà. tông là ao, nối cá, chúng tôi đã triển khai, chương trình chào mừng, thầy bài đảng cấp, cấp chúng ta thực hiện. Có chúng đang tiếp tục cho đến là 15 này uh, 15 tháng, tháng năm này chúng tôi sẽ tiến hành đại hội đảng bộ tại xã nhưng mà chúng tôi tiếp tục nâng cấp theo điều. Cùng bò lại đơn vị táng đại huyện sa tu nhân cùng đảng ao cỏ hạt lại phong trào thi đua với vị thần khẽ óc đại hội đảng lai cấp khen đến việc ao cỏ hạt đầy mạc lại phong trào thi đua mưa hạt kín tả xác tả khò xã tu nhân nhang tròn hạ công trình vai hệt chống thành tích trong đại hội đảng lai cấp đại bì thòng sinh tiếp hạ mi hạt khả tăng bê tông khẩu trưng tiểu học nấm ẩn, lùng bét hạ, công trao khẩu bì ban đơn dân xà, tăng bê tông khẩu chạm sát xà, ly sở bác mét nâng, hết thuôn trúc gia nam theo quy định của ngành y tế. Cái thứ nhất thì cái công trình này hoàn thành thì... kha tăng khẩu chạm đã hết xong, chấm hạ ăn ngay, đợt việc bày bà, tai thòng, lây cân bệnh thân chạm bày khảm giả bệnh, cùng bớt bày phất vả hơn. Lai công trình đại hẹt chống thành tích trong đại hội đảng lai cấp trước xã tù nhân đại huyện hoa chu pi hứa thám tiếp triệu gần Xã dụng ngân hứa này vay thư xì bằng thử thai phạ, các lên báo cân dân đóng góp hàng bác văn công và hẹn lại công trình khả nế hẳn xã tù nhân cùng lên báo lai tổ chức cùng một lươn dân cố gắng hết thuyền tăng cá lại mục tiêu việc hẹn tạt óc mở hạch kinh tế xã hội quốc xã đợi bị thông xin lịch thiếp hạ. Đảng đã phát động À, các uh, phong trào thi đua nhất là về công tác sản xuất thì xã đã óc lại phong trào thi đua mơ hạt nông lâm nghiệp xã đã hết thường tăng lai chỉ tiêu huyền rào hành đề bi thăm đông bày lên đam khẩu đảm bắp đảm thú tường hạ tầng hăng pi thông trên thiết thí bon khỏi đều đâm thường chỉ tiêu kế hoạch huyền rào khen đấy hẳn lai công trình mỏ lươn thang thôn tốt chuyến đầu sang tôi tua quay lươn rú đập bị quá xa đà hư để tiếp ất lươn chuyến đầu sang óc để quay lượt rú ngoài ra các công trình ví dụ như là nhà sạch vườn đẹp cũng như là công trình di rời trùng trại vệ sinh ra nhà thì cái này để chúng tôi đã giao cho đoàn thanh niên đến năm vừa rồi chúng tôi đã giúp đỡ hộ nghèo được là 11 hộ báo cáo đồng chí là di rời trùng trại giúp ra xa nhà. Đới quan điểm Lê Lai Phong Trao thi đua phải thiết thực chống ma tươi thùng đầy bạc hạt cân dân. do hẳn đốt áo khỏi lai công trình trong đại hội đảng khuyên hoang sô pi cùng quay đế bà xuất phát từ nhu cầu thực tế của công dân phục vụ lợi ích của công dân ơi lòng tăng dân từ nguyện tham gia hạt tới cơ sở hẳn huyền báo lai xả hay khâu cuộc đai mạc các hạt đai bạc với dân báo hoặc công dân chắc đủ với công dân từ là hạt cấp từ là đại hưởng lợi khen đến việc tập trung đền báo lai cấp lai ngành ở còn hạt đai hà lại phong cho thi đua huyền hoàng chu phi cùng tròn thăm công trình trọng điểm với ở còn hạt trong đại hội đảng bộ huyền nương đền lai công trình hẳn hẳn đè hạt điểm trường bâm non xa tần tiến tăng lai ngân để phê duyệt lê tham tỷ chết bác phải tiếp xúc chiều đa hẳn ngân hàng tết cùng bành hư hơn tham tỷ số nhân lăng lẻ ngân đối ứng cũng huyền chương một non tân tiến đầy hư hẹt đến quy mô thòng tầng mi tham phòng học cấp lại phòng chức năng bếp kinh hạ học sinh lăng hạ bươn ở khẩu hẹt công trình đã đài hết xong ở khổ dùng theo làm kế hoạch tàn óc nên lên nương đã những công trình bị ý nghĩa quan trọng cũng bị đầu tư ở giáo dục. Góp phần cải ruộng và ông thông chất lượng trong coi hùng lèn cùng mò thon thư, hạ đế nổi số đời huyền văn càng thông khẩn. Mi công trình đằng đề, đây tròn, lan biển trong đại hội đảng bộ huyền. Hàn đề biên khả tăng bài bà từ thị trấn Vinh Quang, thần xã bàn máy. Khả tăng này đầy hết luồng quang hà mét bét, nà tăng bói nhựa lệ thảm bét hà. Khả tăng Vinh Quang bàn máy, ly hơn thông tiếp chất cây số, đầy áo khẩu hết từ hàng pi thông trình tiếp ớt lúc đài tròn để công trình trong đại hội đảng bộ huyện đơn vị thi công đa men bê khảo hẹt tàng cắp đạp với thuyền nhựa chất cây số nhăn lặng khả này đơn vị thi công đang lắp lại cống nằm bê bàn rào công trình Đến tiền lòng đoàn kết tối mớ đột phá mi đẩy pa ba bê khẩn vừng lại phong trào thi đua chống thành tích trong đại hội đảng lai cấp đa khẩu cuộc đe bạc cút tăng đảng tăng dần để quyết tâm hết thưởng tăng cá lại việc tàn óc bưng hạt kinh tế xã hội của huyện đã thông chiến tiếp hạ cùng bọn những bị bơ đà. Ngay từ đầu năm huyện cũng đã có cái mở cái hội nghị uh, tổng kết cái phong trào thi đua đồng Hopi huyện đã khai hội nghị tổng xã, kết phong trào thi đua. Quán này lai xả cùng đăng ký cam kết, này, và và ký, kết đấy cần. Cũng... Lai cơ quan đơn vị cùng ký, ký cam kết đấy cần. Quá ký cam là... kết hàng hành lai phong trào thi đua đại pin đồng đại dân tộc đầu huyện hoàng châu Pì tổn hạt đại mạc lai cơ quan cùng bỏ các hệ thống chính trị khẩu cuộc đại hà hồ Pì khai óc lên lông tông vay thi đua đại đầm cúc hạt đồng đồng nghiệp ốc phong trào thi đua bước pin khai báo lại khả tăng bài bà rút lại bản làng theo chương trình bản làng báo. cấp áo khảo hạt lai công trình phục vụ cần dần khăn này lại công trình đã đại hết xong áo khẩu dùng phát động cái phong trào nâng cấp và mở mới đường giao thông nông thôn theo cái chương trình uh, nông thôn mới và một số cái công trình trọng điểm để phục vụ cho cái đời sống dân sinh thì hiện nay thì cũng đã hoàn thành. Đế bà cố gắng đợt viết chuẩn bị của cả hệ thống chính trị, lai phong trào thi đua đang đẩy bình đồng cân dân toàn hạnh đem nhạc hiệu quả và chống thành tích trong đại hội đảng lai cấp. Vài năm đời chờ ái của bình đồng cân dân không nhiệm kỳ mới bị đo tầm đo đức, Đo tài, vừng phấn Âu Huyền rền văn cang pai khẩn vừng. Pī nòng dà tín nẻ, đại hội Đảng bộ Lai cấp huyền Hoàng Sở Pī, nhiệm kỳ tổng chiến tiếp hạ, tổng xin được tổng tiếp sẽ chấm ba đầy lai thanh tiểu cải luông hơn, đảng lịch sử Đảng bộ huyền Pī nòng thường điệp, chương trình thời sự cầm tay cũ đại phát hành chương trình Nga Giang thương nẻ lê thướng, tiểm bái Pī nòng đã toàn tâm chương trình, thường điệp chào Pī nòng.